Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ quay một video clip về món thịt ba chỉ chiên giòn cháy bì nhá. Và bây giờ thì các bạn cùng thực hiện với mình cái món này các bạn nha. Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ quay một món, đó là món thịt heo chiên giòn bì các bạn nhá. Nguyên liệu các bạn cần chuẩn bị cho mình đó là thịt heo, phần ba chỉ mà cái phần giải sườn ấy thì nó sẽ rất là ngon. Cái phần này thì mình mua ở đây là 600g các bạn nhé. Và cái phần da heo này các bạn sẽ thấy là nó rất là bóng này. Và nó sạch rồi ấy. Thì sau khi mà các bạn mua về thì các bạn sẽ sơ chế qua cho mình bằng cái nước muối loãng các bạn nhé. Để cho nó cái phần da nó sạch và nó không bị hôi. Và nguyên liệu để ướp đó là ngũ vị hương này, tỏi các bạn nhé, giấm nữa, giấm để khi mà lát nữa mình sẽ luộc qua cái phần bì để cho cái phần bì của mình nó căng bóng lên. Và cái phần nước giấm này nó sẽ làm cho cái da heo khi mà chiên nó sẽ rất là giòn. Bây giờ thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một chút nước nhá. Và mình sẽ luộc qua cái phần bì để mình châm bì ấy các bạn. Sau khi mà nước sôi nhá thì các bạn sẽ cho mình 2 muỗng canh giấm vào như thế này để mình luộc cái phần da heo để cho nó căng ra ấy các bạn. Và khi mà mình chiên thì nó sẽ giòn hơn. Bây giờ thì các bạn sẽ cho cái phần da heo vào nha. Mình sẽ để cái phần đó, các bạn sẽ luộc qua cho mình trong vòng từ 2 đến 3 phút các bạn nhé. Các bạn sẽ trao qua cho mình trong vòng 2 đến 3 phút các bạn nhé. Để cho cái phần bì của mình lát nữa để mình châm thì nó dễ hơn ấy. Sau khi mà các bạn đã trao qua cái phần da được 2-3 phút thì bây giờ mình sẽ tắt bếp để cho ra các bạn nhé. Các bạn sẽ vớt ra, vớt ra và các bạn để ráo nước cho mình nha. Sau khi mà các bạn trao qua thì các bạn sẽ dùng giấy để mình thấm khô cái phần da heo này đi các bạn nhé. Sau khi mà các bạn thấm khô rồi thì mình sẽ khía cái phần thịt này ra để mình ướp cái phần thịt này trước các bạn nhé. Và bây giờ để ướp nó ngấm gia vị hơn ấy thì các bạn sẽ khía ở cái mặt trong cho mình nhé. Các bạn sẽ khía như thế này để khi mà mình ướp ấy thì mình chiên nó sẽ ngấm đều gia vị hơn. Đó, các bạn sẽ khía thành như vậy nha. Bây giờ thì mình sẽ đi pha cái nguyên liệu để mình ướp cái phần thịt này trước các bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ ướp cái phần thịt trước các bạn ạ. Cái phần tỏi này thì các bạn sẽ đập dập và băm thật nhỏ ra cho mình nhé. Nếu như các bạn có bột tỏi thì các bạn sử dụng bột tỏi, còn nếu không thì các bạn sẽ sử dụng tỏi tươi như thế này thì nó sẽ rất là thơm và ngon ấy. Đó, bây giờ thì các bạn sẽ băm nhỏ ra nhé. Nhỏ nhuyễn ra thì khi mà mình ướp thì nó sẽ ngấm vào phần thịt và khi mà mình chiên thì nó sẽ không bị cháy ấy. Băm tỏi nó nhuyễn ra được như thế này rồi thì các bạn sẽ cho vào cái bát nhá để mình pha với các nguyên liệu khác ấy để mình ướp cái phần thịt trước. Bây giờ các bạn sẽ cho mình 1/2 muỗng muối nhá. 1/2 muỗng bột nêm. Và tùy vào các bạn làm nhiều thịt hay ít thịt thì các bạn sẽ ướp nó tương đương nha. Và các bạn sẽ sử dụng cái ngũ vị hương này để tạo mùi cho cái món thịt chiên của chúng ta nhé. Các bạn sẽ sử dụng cho mình 1/2 cái muỗng, 1/2 cái gói này.
với nửa kg thịt các bạn nha. Sau đó thì các bạn sẽ trộn đều lên và mình ướp ở cái phần thịt trước, sau đó thì mình sẽ đem cái phần bì đi để mình châm bì các bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ ướp cái phần thịt các bạn nhé. Các bạn sẽ ướp đều cho mình nha. Các bạn sẽ ướp thật là đều. Và cái thời gian mà các bạn ướp càng lâu thì cái thịt của mình nó ngấm gia vị, thì khi chiên ăn sẽ rất là ngon. Mình sẽ ướp xong, sau đó thì mình sẽ châm bì và mình sẽ ướp cái phần bì sau các bạn nhé. Cái món thịt chiên này ăn rất là ngon cơm các bạn. Hoặc là các bạn dùng để nhắm rượu cũng được, nhưng mà nhắm rượu thì các bạn sẽ ướp nhạt nhạt cho mình nha. Các bạn sẽ ướp để làm sao cho tất cả các phần thịt của mình nó đều có đủ hết gia vị ấy. Và lát nữa sau khi mà chiên thì các bạn sẽ bỏ bớt cái phần tỏi đi nhá. Các bạn sẽ gạt cái phần tỏi đi cho mình thì chiên nó sẽ không bị cháy ấy. Các bạn cho ngũ vị hương vừa phải thôi nhá. Thì cái miếng thịt của mình sau khi mà ướp xong thì nó sẽ không bị thâm ấy. Còn nếu các bạn cho quá nhiều ngũ vị hương thì sau khi mà ướp chiên xong thì cái miếng thịt của mình nó dễ bị thâm và màu nó không được đẹp. Sau khi mà các bạn ướp cái phần thịt rồi thì bây giờ các bạn sẽ châm bì cho mình nhé. Các bạn sẽ sử dụng cái dĩa hoặc là một cái vật nhọn nào đó nha. Ở đây thì mình sử dụng cái dĩa thì châm bì nó sẽ nhanh hơn ấy. Và các bạn châm sâu càng tốt. Và các bạn châm cái phần bì này thật là dày cho mình nhá. Thì khi mà mình chiên lên thì nó sẽ rất là giòn và nó nổ hết được cái phần bì ấy, thì ăn nó sẽ rất là ngon và thơm. Và màu sắc thì rất là đẹp luôn. Đó, các bạn cứ châm sơ qua hết một lượt đi, sau đó mình sẽ châm lại một lần nữa thì là nó sẽ hết được cái phần bì á. Cái việc mà mình trao qua nước ban đầu ấy để cho việc châm bì nó dễ hơn các bạn ạ. Nhưng mà các bạn đừng có luộc chín nhá. Bởi vì luộc chín thì cái miếng thịt của mình sau khi chiên xong nó không còn đủ ngọt nữa. Đó, các bạn cứ châm cho mình như vậy nha. Các bạn cứ châm lần lượt đến hết ấy. Các bạn dùng lực mạnh một chút thì mình châm cái miếng thịt nó sẽ nhanh hơn. Và để cái phần bì này nó giòn hơn thì lát nữa mình sẽ ướp cái phần bì này với cả một chút muối và một chút giấm các bạn nhé. Các bạn chiên làm sao để cho cái phần bì của chúng ta nó nát hết ra là được và nó sâu xuống ấy. Sau khi mà các bạn đã châm bì xong rồi ấy, thì bây giờ mình sẽ pha cái nguyên liệu để mình ướp cái phần bì này các bạn nha. Các bạn sẽ sử dụng cho mình một muỗng canh giấm. Các bạn sử dụng một muỗng giấm nhé và 1/2 muỗng muối nha. Và bây giờ thì mình sẽ hòa tan nó ra, sau đó thì các bạn sẽ phết lên cái phần da heo các bạn nhé. Bây giờ thì các bạn sẽ phết đều lên cái phần da heo nhé. Các bạn làm sao để cho cái phần da heo của mình nó ngấm hết toàn bộ cái giấm vào cái muối này. Và sau khi mà các bạn ướp xong thì các bạn sẽ để trong ngăn mát tủ lạnh 3 tiếng cho mình nha. Hoặc là các bạn để qua đêm ấy, thì sau khi mà mình chiên thì nó sẽ rất là ngon và giòn. Đó, sau khi nó đã ngấm rồi thì bây giờ chúng ta sẽ để trong ngăn mát tủ lạnh tầm 3 tiếng các bạn nha.
Bây giờ để trong ngăn mát tủ lạnh thì các bạn dùng cái màng bọc thực phẩm nhá. Các bạn sẽ gói nó lại cho mình như thế này để cho cái phần thịt nó không bị khô ấy. Các bạn sẽ để ngăn mát 3 tiếng nhá. Sau đó thì mình sẽ đem đi mình chiên các bạn nha. Khi các bạn để trong ngăn mát tủ lạnh được 3 tiếng rồi ấy, thì bây giờ mình sẽ bỏ ra để mình đem đi chiên các bạn nhé. Để chiên được cái món này nó giòn và nó ngon hơn thì các bạn sẽ cho nhiều dầu một chút. Các bạn chuẩn bị cho mình một cái chảo dầu nóng nhé. Sau khi mà dầu đã sôi rồi thì các bạn sẽ cho trước khi chiên thì các bạn sẽ phải bỏ qua cái phần tỏi đi nhé. Và bây giờ mình sẽ chiên cái phần bì trước các bạn ạ, để cho nó nổ bì hết ra ấy. Các bạn sẽ chiên nhiều dầu một chút thì để cái món thịt của mình nó mới ngon ấy, và màu sắc nó mới đẹp các bạn. Và để cho nó không bị bắn ấy thì các bạn sẽ đậy cái vung vào nhá. Hoặc là nếu như các bạn mà để đó để mình đi ra một chỗ thì các bạn không cần đậy vung. Nhưng mà theo mình thì khi mà mình chiên cái này nó nổ. Và nó chỉ nổ trong vòng từ 1 đến 2 phút thôi. Sau khi nó nổ xong rồi thì nó sẽ không bị bắn nữa các bạn ạ. Mình sẽ đậy tầm từ 1 đến 2 phút. Sau đó thì mình sẽ dở nó lên nhá. Các bạn sẽ thấy là khi mà mình chiên thì các bạn sẽ thấy nó nổ bì như này này, thì nó sẽ mất khoảng từ 1 đến 2 phút để nó nổ hết cái phần bì các bạn nhé. Thì các bạn cứ đậy vung vào cho nó an toàn nhé. Sau khi mà nó nổ hết bì rồi thì các bạn sẽ mở vung ra nhé, để mình lật cái miếng thịt này lên nha, để mình chiên cái mặt trên ấy các bạn. Đó, các bạn sẽ thấy là cái phần da là nó đã nổ hết rồi này. Bây giờ mình sẽ chiên cái phần kia để cho nó chín. Sau đó thì mình sẽ chiên lại phần bì một lần nữa thì nó mới giòn nhé các bạn. Sau khi mà các bạn chiên được khoảng 5 đến 6 phút rồi thì các bạn sẽ lật lại nhé, để mình chiên tiếp cái phần bì để cho cái phần bì của mình nó giòn ấy. Và mình cứ lật thường xuyên như vậy thì cái miếng thịt chiên của mình nó sẽ không bị cháy các bạn, và nó sẽ có một cái màu vàng rất là đẹp nha. Đó, cái miếng thịt ba chỉ này của mình nó là cái phần vải sườn đấy các bạn, nên là nhìn nó rất là ngon, rất là hấp dẫn đúng không các bạn. Sau khi mà các bạn đã chiên để cho cái phần bì của mình nó giòn rồi thì mình sẽ lật lại để cho cái phần thịt chiên nó chín các bạn nhé. Sau khi mà các bạn chiên thịt chín rồi thì bây giờ mình sẽ gắp ra các bạn nhé. Đó, mình đã có một cái miếng thịt chiên rất là ngon và đẹp mắt này các bạn này. Đó, và sau khi chiên xong thì các bạn sẽ thấy là cái túi thịt của mình nó rất là vàng, rất là giòn, ngon như thế này này các bạn này. Đó. Và cái phần trên này của nó thịt chín tới rất là ngon đấy các bạn. Đây nha. Đó, các bạn sẽ nhìn thấy cái phần giải sườn của mình nó rất là ngon như thế này, và ngọt. Còn cái phần bì thì nó vàng giòn như thế này này các bạn nhé. Đó, và mình chúc các bạn sẽ làm thành công cái món này các bạn nha. Và các bạn đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các clip mới nhất của mình các bạn nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video clip tiếp theo nha.